Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 7 ngày 10 tháng 3. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Xã Nhật Quang phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung. Nhiều gia đình ở thôn Bùi Xá, xã Đồng Thanh giàu lên từ xuất khẩu lao động. Phát hiện và xử phạt 8 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chăn trở việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích hiếu học. Hiệu quả câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ ba ở thôn Nhân Vực. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận một cửa hiện đại và hiệu quả. Bên cạnh kinh phí đầu tư của tỉnh, năm 2017, huyện Văn Lâm đã hỗ trợ hai địa phương thực hiện thí điểm là thị trấn Như Quỳnh và xã Đại Đồng 50 triệu đồng, các xã còn lại là 80 triệu đồng để hoàn thiện cơ sở vật chất. Đến nay, 11 trên 11 xã thị trấn đã có bộ phận một cửa khang trang hiện đại. Cán bộ công chức sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý văn bản, các thủ tục hành chính thực hiện công khai đơn giản hóa, bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và công bằng. Nhờ đó, 99% số hồ sơ giấy tờ được giải quyết sớm hơn hoặc đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Văn Lâm. Với điều kiện giao thông thuận lợi và thổ nhưỡng phù hợp để phát triển một số loại cây ăn quả, vừa qua xã Nhật Quang đã được huyện Phù Cừ quy hoạch trở thành vùng trồng vải và trồng cây ăn quả tập trung để nâng cao thu nhập cho người dân. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ, xã Nhật Quang được quy hoạch trồng 64 ha vải lai chín sớm và 73 ha cây trồng lâu năm như nhãn, bưởi, cam, tập trung chủ yếu tại hai thôn Tân An và Nhật Lệ. Hiện nay trên các diện tích cây lúa kém hiệu quả, nhân dân đã đắp mô ụ và trồng được 10 ha vải lai chín sớm, 6 ha nhãn, cam, bưởi. Cùng với sự tích cực của các cơ quan chức năng trong việc hướng dẫn, tập huấn cho người dân các kỹ thuật trồng, chăm sóc và tìm đầu ra ổn định, hy vọng vùng trồng cây ăn quả của xã Nhật Quang sẽ phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị canh tác, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc xuất khẩu lao động, những năm qua nhiều người dân ở xã Bùi Xá, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đã ở thôn Bùi Xá. Hiện toàn thôn Bùi Xá có khoảng 300 người đi xuất khẩu lao động, trong đó có 200 người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, 20 người đi xuất khẩu lao động tại Nga, 15 người đi xuất khẩu tại Nhật Bản. Các ngành nghề chủ yếu các lao động thường làm như cơ khí, may mặc, chăn nuôi, giúp việc gia đình với thu nhập bình quân khoảng 15 đến 20 triệu đồng một tháng tùy vào từng công việc. Với mức thu nhập này, những gia đình có người đi xuất khẩu lao động đều được cải thiện rõ rệt. Không chỉ làm giàu cho các gia đình mà nhiều người đi làm việc về góp tiền, xây dựng đường làng ngõ xóm, đình chùa, tiêu biểu như ông Tạ Văn Hoan đi xuất khẩu lao động tại Nga, đóng góp 150 triệu đồng để xây dựng đình làng. Bà Lê Thị Sáu đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, công đức 60 triệu đồng để xây dựng nhà thờ họ Lê. Bà Vũ Thị Hạ đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, đóng góp 15 triệu đồng để xây dựng đình. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng mặt nước, nguồn nhân lực, xã Đa Lộc huyện Ân Thi đã khuyến khích nhân dân tập trung mở rộng diện tích nuôi thả thủy sản, góp phần phát triển kinh tế. Xã Đa Lộc hiện có 34 ha diện tích nuôi thả thủy sản tập trung ở các thôn Đa Lộc, Trắc Điền với giống nuôi chủ yếu là chấm, chép và cá rô các loại. Theo các hộ có diện tích ao nuôi thả tổng từ 1 đến 2 ha như ông Trần Văn Nước, Hoàng Văn Kiềm, Đặng Đình Truyện cho biết, ngoài nguồn thức ăn phải đảm bảo, các hộ luôn chú trọng đến công tác vệ sinh ao nuôi, phòng trị bệnh cho cá. Mỗi năm các hộ này thu được từ 150 đến 300 triệu đồng. Trung bình mỗi năm sản lượng thu hoạch đạt từ 3 đến 4 tấn trên 1 hectare, thị trường tiêu thụ chủ yếu là Hà Nội, Hải Dương. Trừ chi phí, mỗi 1 hectare thu lãi 150 đến 200 triệu đồng một năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Hiện nay bước vào vụ cá mòi, nhiều hộ dân ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên đã có thu nhập cao từ đánh bắt loài cá này. Với lợi thế giáp với sông Hồng, người dân tại xã Hoàng Hanh đã chọn nghề trải lưới làm kế sinh nhai. Sau dịp Tết Nguyên đán, các hộ làm nghề trải lưới đều tất bật chuẩn bị thuyền, lưới để đánh bắt cá mòi. Theo người dân cho biết, do đang là đầu mùa, lại ảnh hưởng của thời tiết, mỗi thuyền chèo về chỉ kéo được từ 10 đến 15 kg cá mỗi ngày.
Hiện thương lái thu mua với giá từ 30 đến 40.000 đồng 1 kg. Tiêu biểu là hộ ông Dương Văn Tình ở thôn An Châu 2, mỗi ngày đánh bắt được 30 kg cá một ngày. Trung bình mỗi vụ cá mòi, ngư dân nơi đây sẽ thu về từ 20 đến 30 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản đã tiến hành kiểm tra trên 40 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm và đã phát hiện xử phạt 8 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và một mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng. Trong đó đã tổ chức kiểm tra 39 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm trước Tết Nguyên đán, lấy 87 mẫu kiểm tra nhanh và 11 mẫu kiểm tra định lượng. Kết quả có 5 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, một mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép ở huyện Yên Mỹ. Sau Tết đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một cơ sở kinh doanh giò chả, 2 cơ sở chế biến giò chả, một công ty giết mổ sơ chế bảo quản kinh doanh thịt lợn. Đã phát hiện 2 cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, không đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất ở huyện Văn Lâm và Yên Mỹ. Các vi phạm trên đã được Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn xử lý nghiêm theo quy định. Nghiêm túc, khẩn trương và hứng khởi là không khí của những buổi tập luyện tại cơ sở chuẩn bị cho phần đồng diễn nghệ thuật trong chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 năm 2018. Trong những ngày này, các em học sinh tham gia đồng diễn nghệ thuật đang hăng say tập luyện chương trình tại các địa điểm sân vận động tỉnh, trường trung học phổ thông Hưng Yên, trường cao đẳng y tế và trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên. Theo kịch bản, các em sẽ biểu diễn các khối cánh diều ước mơ và hoa, khối múa lụa, cờ và biểu ngữ, khối cúc bông và múa vòng với số lượng gần 1.000 người. Yêu cầu nghệ thuật của phần này là động tác phải khỏe khoắn, dứt khoát mà không quên tính chất uyển chuyển để khắc họa đúng tinh thần của đại hội, truyền tải tới khán giả thông điệp về văn hóa và con người Hưng Yên giàu truyền thống. Bên cạnh đó, tạo sự sống động trong bức tranh toàn dân hăng say rèn luyện thân thể. Chương trình tập luyện tại cơ sở sẽ diễn ra đến ngày 16 tháng 3 và sau đó là giai đoạn các lực lượng hội luyện tại sân vận động tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên có hệ thống các di tích hiếu học và khoa bảng khá đa dạng như văn miếu, văn từ, văn chỉ, nhà thờ danh nhân cùng hệ thống bia đá bảng vàng, sắc phong, thần phả là biểu tượng cho nền văn hiến, thể hiện truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, hiện nay khá nhiều di tích đều xuống cấp hoặc đã bị phá bỏ. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích hiếu học trong đời sống hiện nay là câu chuyện chúng tôi muốn phản ánh sau đây. Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, xưa là vùng đất hiếu học, khoa bảng nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên, có nhiều vị đỗ đạt cao. Vì thế, ở cả hai thôn Hải Yến và Triều Dương đều có văn chỉ để tôn vinh sự học, một văn chỉ hàng tổng và một văn chỉ hàng xã. Nhưng năm tháng và chiến tranh nên tất cả các văn chỉ này đã biến mất, chỉ còn lưu lại trong ký ức người dân. Văn chỉ nó to, nó to, nó năm gian nhà to, nó bằng năm gian nhà ngói to. Sau đó nó thành cái trường học, không còn gì hết. Tương tự như vậy, chúng tôi tìm về nhà cụ Thanh ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ để tìm hiểu về văn chỉ hàng tổng đồ sộ, nơi tôn vinh sự học khi xưa, cũng thấy rõ sự tiếc nuối của những con người đã từng một thời gắn bó với văn chỉ. Là khu văn chỉ này là khu văn chỉ hàng tổng, rất là to, mà nằm bên cạnh đường, có năm gian bên ngoài, là bọn tôi vẫn học ở đấy. Rất tiếc, muốn khôi phục lại bây giờ không có điều kiện khôi phục. Đó không phải là câu chuyện riêng của Dị Chế hay Hải Triều mà của nhiều địa phương khác, nhưng để văn chỉ còn hay mất lại là cách làm riêng của mỗi địa phương. Văn chỉ cầu sành Linh Hạ ở xã Nhật Tân trước kia cũng chỉ còn lại là mớ đất không, nhưng vì mong muốn giáo dục con cháu noi gương tổ tiên học hành thành tài mà năm 2013, nhân dân địa phương và con em quê hương đã chung sức xây dựng lại một văn chỉ cầu sành Linh Hạ như hôm nay. Từ khi tôi lớn lên thì ở đây là chỉ thành một cái bãi trống thôi. Chứ cũng chỉ có một số cây thì chứ cũng không còn một cái gì cả. Thế thì là đây là cái di tích ngày xưa thì để lại. Thế là tất cả như thế là dân làng là tiếp tục là bảo nhau và khôi phục lại để giáo dục, là để cho con cháu noi theo truyền thống hiếu học của các cụ, các ông, các cha xưa để lại. Cũng trân trọng và có hướng bảo tồn như vậy mà nhà bia ghi danh các vị thành tài ở xã Phủ Ủng, huyện Ân Thi đã được con em quê hương xã hội hóa, xây dựng khang trang, dịch nghĩa cụ thể để các thế hệ sau này của địa phương tự hào về truyền thống mà thôi thúc vươn lên trong học tập. Đó là những trăn trở và cố gắng của từng địa phương, nhưng để làm được một cách khoa học, tổng thể, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội thì cần có sự định hướng và vào cuộc của chính quyền và ngành chức năng. Trước hết là
chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc mà trùng tu, tu bổ, tôn tạo các cái di tích, đặc biệt là những cái di tích có giá trị như là văn miếu Xích Đằng, như là văn chỉ Bình Dân. Thứ hai nữa thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cái giá trị của cái hệ thống di tích Nho Học Hưng Yên đến với đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi sẽ phối hợp với lại Sở Giáo dục để xây dựng cái chương trình để đưa các cái cháu học sinh các cấp đến để tham quan rồi là học tập ở tại các cái văn miếu, văn chỉ rồi từ chỉ ở tại các địa phương trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện nay có trên 30 di tích nho học và khoa bảng đã được nghiên cứu và ghi lại thông tin thành hệ thống một cách khoa học, nhưng còn nhiều di tích nho học khác ở một số địa phương chưa được quan tâm bảo tồn. Những hoạt động tôn vinh, vinh danh và một chuỗi các hoạt động quảng bá tại văn miếu Xích Đằng cũng chính là cách để các di tích hiếu học phát huy giá trị trong đời sống hiện nay. Các địa phương có di tích nho học trên địa bàn tỉnh rất cần học tập và làm theo để truyền thống hiếu học luôn là mạch nguồn xuyên suốt của các thế hệ người xứ Nhãn. Sau 8 tháng đi vào hoạt động, mô hình thư viện xanh của trường Trung học cơ sở Dị Chế huyện Tiên Lữ đã trở thành một điểm đến thú vị, thu hút các em học sinh trong nhà trường mỗi giờ nghỉ giải lao, khơi gợi trong các em niềm đam mê đọc sách, ý thức tự giác, ham học hỏi của học sinh nơi đây. Mô hình thư viện xanh là loại hình thư viện mở đặt ngay dưới sân trường, gắn với thiên nhiên và các hoạt động ngoài giờ của các em học sinh do tỉnh đoàn Hưng Yên xây dựng và phát triển từ cuối năm 2017. Đến với thư viện xanh trường Trung học cơ sở Dị Chế, các em học sinh được làm quen, đọc và tìm hiểu trên 1.000 đầu sách với nhiều thể loại như báo tạp chí thiếu niên, các đầu sách kỹ năng sống, sách tham khảo học tập. Để tránh nhàm chán, nhà trường thường xuyên phối hợp với các nhà tài trợ, phụ huynh học sinh, giáo viên để quyên góp sách, truyện, tạo nguồn sách phong phú, đa dạng đến các em. Các em chủ động tìm những cuốn sách mình yêu thích mà không cần đăng ký, ký mượn để đọc. Đọc xong tự tác để lại tủ sách. Từ đó giúp các em học sinh trong nhà trường nâng cao tinh thần học tập, ý thức tự tác trau dồi kiến thức của các em, tiến bộ rõ rệt, tạo không khí thi đua học tập rộng khắp đến cả cô và trò trong nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, chi hội trưởng phụ nữ thôn Phương Thông, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, từ nhiều năm nay rất tích cực trong việc làm từ thiện, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông cảm trước hoàn cảnh khó khăn của hội viên phụ nữ, chị Nguyễn Thị Thu Thủy thường xuyên quan tâm, thăm hỏi chị em hội viên. Với mức trợ cấp không nhiều từ cương vị chi hội phụ nữ, nhưng trong 5 năm trở lại đây, chị thường xuyên trích ra tặng quần áo, cặp sách vật dụng gia đình cho trẻ nhỏ và hội viên khó khăn, người cao tuổi với tổng trị giá từ 5 đến 6 triệu đồng một năm. Cùng với đó, chị nhận bảo trợ cháu Đặng Thị Ngân với số tiền 600.000 đồng một năm. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy được chị em phụ nữ đánh giá cao và thường gọi với cái tên người phụ nữ mê làm từ thiện. Sau 15 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 ở thôn Nhân Vực, xã Long Hưng, huyện Văn Giang đã thu lại được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ vào trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của toàn xã. Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 ở thôn Nhân Vực được thành lập từ năm 2003 với 10 thành viên. Bước đầu hoạt động hội còn nhiều khó khăn do số thành viên ít cùng tư tưởng của người dân còn nhiều hạn chế. Bằng sự nỗ lực của các thành viên trong câu lạc bộ, phối hợp cùng cán bộ dân số xã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân. Với phương châm sinh ít con để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, câu lạc bộ đã tư vấn vận động nhiều hộ dân sinh con một bề, có ý sinh thêm con, dừng lại để tập trung nuôi dạy cho tốt. Nhờ đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 của toàn thôn Nhân Vực đã giảm đáng kể. Năm 2000 chiếm 20%, đến năm 2017 đã giảm xuống còn 8%. Hiện nay, câu lạc bộ đã duy trì được 26 thành viên sinh hoạt thường niên hàng tháng, từ đó góp phần không nhỏ trong việc ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số của địa phương. Hưởng ứng chương trình phát động của Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân, đồng thời kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn và chào mừng tháng thanh niên, ngày 9 tháng 3, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp với huyện đoàn Văn Giang, câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo tổ chức triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa tại Eco Park huyện Văn Giang. Với 150 bức ảnh sống động thể hiện rõ nét các chủ đề về sức sống Trường Sa, chủ quyền biển đảo và sắc màu tình nguyện, triển lãm đã thu hút hàng trăm người xem trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo các em học sinh tham gia. Triển lãm là dịp tuyên truyền về Trường Sa, giới thiệu và vận động các nguồn lực trong cả nước thực hiện nội dung Trường Sa xanh, bao gồm các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống, giúp bộ đội Trường Sa, nhà sàn TK1 giảm bớt khó khăn, sản xuất máy lọc nước biển thành nước ngọt cho đảo An Bang.
Triển lãm cũng là dịp để tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao hiểu biết, nhận thức và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với biển đảo quê hương. Triển lãm sẽ được trưng bày tại 6 địa điểm ở Hưng Yên, Hà Nội và Lâm Đồng. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hưng Yên tổ chức giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Hưng Yên. Tham dự giải có hơn 140 vận động viên đến từ 13 câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn thành phố. Các vận động viên được chia thành các nhóm tuổi thi đấu ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Giải năm nay được đánh giá là có tính lan tỏa và chuyên môn rất cao. Đây là cơ hội để đánh giá phong trào tập luyện trong các câu lạc bộ cũng như đảm bảo tìm được những đội xuất sắc thi đấu giải cầu lông toàn tỉnh năm 2018. Sau 2 ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao tặng các giải nhất, nhì, ba cho 8 nhóm thi đấu với tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 triệu đồng. Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Đường 386 từ thị trấn Trần Cao về dốc La Tiến về cơ bản đã hoàn thành, nhưng đoạn qua địa bàn xã Tiên Tiến huyện Phù Cừ vẫn còn một số điểm chưa giải phóng mặt bằng được để thi công, gây mất an toàn giao thông. Cụ thể, trên đường 386 đoạn qua xã Tiên Tiến vẫn còn 3 điểm chưa được thảm nhựa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Mặc dù đơn vị thi công đã cho rào chắn để tránh xảy ra tai nạn giao thông, nhưng vào buổi tối tại đây rất nguy hiểm nếu người tham gia giao thông không chú ý quan sát. Nguyên nhân những khu vực trên chưa thi công được cho là do huyện Phù Cừ chưa giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị nhà thầu. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà những điểm chưa thi công được còn là mất mỹ quan tuyến đường. Mặc dù chúng tôi đã phản ánh nhiều lần, nhưng tại một số cây xăng ở huyện Yên Mỹ vẫn diễn ra tình trạng xe ô tô tải đậu đỗ tràn lan nhiều giờ đồng hồ, gây mất an toàn giao thông. Nhiều năm nay tại cây xăng Yên Mỹ, ở khu vực ngã năm vòng xoay thị trấn Yên Mỹ, đã hình thành một bãi đỗ xe ô tô tải. Vì các xe tải lớn thường xuyên đậu tại đây đã gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tại khu vực trên. Qua ghi nhận tại đây, lúc nào cũng có tới hàng chục xe ô tô tải lớn với những thùng hàng đồ sộ dài hơn chục mét ngang nhiên đậu đỗ làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện khi tham gia giao thông. Khi người tham gia giao thông từ quốc lộ 39 đi qua khu vực trên, rất khó quan sát được các phương tiện trên đường 376 và ngược lại vì tầm nhìn bị che khuất bởi các xe tải. Không chỉ ở cây xăng tại ngã năm Yên Mỹ mà ở một số cây xăng khác trên địa bàn huyện Yên Mỹ cũng xảy ra tình trạng trên. Nhiều nơi xe ô tô tải còn đậu thành dãy dài sát mép đường gây mất an toàn giao thông. Trên tuyến đường 385 đoạn qua địa bàn xã Lương Tài huyện Văn Lâm vẫn còn tình trạng xe ô tô cơi nới và chở quá tải trọng, lén lút hoạt động gây bức xúc cho nhân dân. Qua ghi nhận trên tuyến đường này, mặc dù xe quá khổ quá tải đã giảm nhiều so với trước, nhưng tại một số thời điểm vẫn còn một số xe lén lút hoạt động. Các xe chủ yếu là chở đất cho một số lò gạch ở xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh, nhưng tình trạng trên sau một thời gian lắng xuống lại tiếp tục tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân. Xe ở lò gạch xã Ngọc Liên, thường chạy đêm nhiều, chạy hàng đoàn, mà gây bức xúc cho dân ở đây là bụi bẩn, mưa thì lội, nắng thì bụi. Đấy, dân cũng nhiều lần ra đề nghị công ty quét dọn nhưng công ty không quét dọn. Đấy, mà chạy nhiều khi là cả đêm dân không ngủ nghe được. Tình trạng xe chạy qua đây là toàn xe ba chân với cả bốn chân thôi. Nó chở đất, chở gạch, đêm nó rú, nó rầm rầm. Đấy, chúng tôi kể cả bên trong làng chúng tôi không thể ngủ yên được. Đất cát rơi dọc đường đầy hết. Qua phản ánh thì xã Lương Tài, xe quá khổ quá tải thường chạy trên tuyến đường 385 vào một số thời điểm nhất định như buổi trưa và buổi tối. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh và lực lượng cảnh sát giao thông huyện Văn Lâm có biện pháp ngăn chặn hiệu quả các xe quá tải.